Good morning. Xin chào buổi sáng các bạn. Hôm nay Tilim xin trân trọng giới thiệu với các bạn một khu trung tâm dịch vụ thương mại của người Việt ở Melbourne. Đó là trung tâm dịch vụ thương mại Foodright Melbourne Australia. Kính thưa các bạn, trung tâm dịch vụ thương mại Foodright cách thành phố Melbourne khoảng 15 km về phía tây. Về đặc điểm của trung tâm thương mại dịch vụ Foodright có những cái đặc điểm như sau. Khoảng thập niên 80 là khi người Việt chúng ta định cư ở đây còn chưa đông lắm, do đó cái trung tâm dịch vụ thương mại Foodright là trung tâm đầu tiên của người Việt ở phía tây thành phố Melbourne. Và người Việt chúng ta, người thường gọi đây là thủ phủ của người Việt thập niên 80. Dần về sau này, số người Việt chúng ta định cư ở nước ngoài khá đông, do đó việc di chuyển mở rộng về các vùng cách xa trung tâm Foodright càng nhiều hơn. Và do đó có rất nhiều trung tâm mới. Thưa các bạn, những cái trung tâm người Việt thương mại và dịch vụ bao quát đầu tiên là chợ là cái khu vực tương đối rộng trong một cái trung tâm thương mại, đó là nơi tất cả những hàng hóa, thực phẩm, dịch vụ trong gia đình nhu cầu rất cần thiết mà mỗi gia đình chúng ta người Việt ai cũng có, đặc sản là hàng Á Châu. Ngoài ra còn có những cái dịch vụ như là văn phòng bác sĩ, văn phòng nha sĩ, pharmacy, văn phòng sư kế toán và các tiệm và dịch vụ khác như là tiệm hớt tóc và tiệm nail. Đó là những cái dịch vụ trong cái trung tâm này. Bây giờ lần lượt mời các bạn đi khám phá trung tâm Foodright của người Việt các bạn nhé. Xa kia là một cái những cái building này, ở trên đó có những apartment, trung phòng trung bình mỗi apartment này 2 phòng ngủ thì khoảng chừng 550.000 đến 600.000 đô la một apartment các bạn ạ. Thường thường những apartment này thì đa số các em học sinh đi học và gia mẹ có điều kiện khá thì các em đã là sinh viên trên 18 thì được mua và ở. Thì trong quá trình mua ở thì các em có thể có những người bạn thân quen cùng lớp, cùng thành phố ở Việt Nam, thì các em chia phòng với nhau để ở. Thì số tiền đó thì đáp vô cái tiền ngân hàng thì cũng bằng. Nhưng ngược lại, sau thời gian 4 năm em học ở Úc, vừa tốt nghiệp bằng kỹ sư, vừa tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế luật vân vân, thì cái căn nhà căn hộ này nó sẽ lên giá. Và đồng thời nếu các em có hai phương tiện, nếu định cư được Úc thì tốt, không định cư được Úc thì các em bán vẫn có lời, bán cũng có lời các bạn ạ. Đó là trường hợp những em sinh viên trên 18 tuổi, còn dưới 18 tuổi thì đang học phổ thông thì không có được cái tiêu chuẩn này các bạn ạ. Vì những cái trung tâm thương mại mà gần những cái khu building có những cái tầng cao như thế này thuận lợi cho các em đi du học để ở và đi học rất nhiều các bạn. Ở đây thì Liên xin giới thiệu với các bạn trung tâm chợ Foodright. Đằng xa kia có báo hiệu cây, như các bạn thấy là cái chợ Foodright này trên lầu có 800 cái chỗ
parking, tức là đậu xe ở trên lầu. Và các bạn thấy cái hình food truck market đang hiện ra các bạn. Trên lầu food truck market là khoảng chỗ đậu xe gần 800 chỗ đó các bạn. Dĩ nhiên là một ngày các bạn phải trả một cái số tiền đậu xe nhất định. Và xa xa dưới kia đây cũng là một nhà hàng Nhật đó các bạn, nhà hàng Nhật. Lần nữa các bạn nhìn thấy food truck market. Và dưới có một cái nhà hàng Lucky Chinese Vietnamese Little Salad. Nhà hàng này tên sự Salad đó các bạn. Phú Trại có cái tiệm bánh mì Như Lan, tức là cái tiệm bánh mì này cũng thực hiện nổi tiếng. Người ta đang sắp hàng để mua đó các bạn. Có gì? Thưa các bạn, đây là một cửa hàng cửa hàng đồ phẩm mát đâu. Các bạn thấy là mì bó này, nào là mì bó, những là đủ thứ có dịch vụ ở đây, dịch vụ ở đây cũng là ngon. Na Chinese massage. Các bạn thấy bên kia là những cái tiệm hút tóc đó. Và những đồ điện tử đó các bạn. Chúng ta thấy cái nhà thuốc tây thảo nguyên này rất là lớn. Nếu vòng quanh phút rồi các bạn thấy có thể là các bạn ghé về đây ăn phở nha. Đây là tiệm phở Hùng Vương, cũng là một tiệm sở có tiếng ở phía này. Đây là tiệm phở, phở Hùng Vương các bạn, nổi tiếng. Bên kia các bạn có là những cái trung tâm thẩm mỹ, Đây cũng là một cái cửa hàng bán những cái dịch vụ trong nhà, nhu cầu trong nhà như cả chén, dĩa, lò ga, vân vân, nói chung là tất cả dịch vụ ở trong nhà. Ở Úc người ta vẫn trang trí những cái mẫu ngày Tết cũng còn đây các bạn ạ. Những cửa hàng người ta vẫn còn trang trí. Và những cái hàng hóa này thì được đa số là từ Trung Quốc nhập vào mà. Các bạn thân mến, bên kia là nhà bún bò Huế Đông Ba. Tiệm bún bò Huế này tên là Đông Ba. Và bên cạnh đó là cái tiệm thuốc Đông Y. Đây là cái trung tâm bán thuốc tây. Đây kia là cái nhà hàng. Hi boss. Hello. Nói chung ở đây nhà hàng người Việt rất là nhiều các bạn nhé. Bên kia có nhiều cái dịch vụ như là phòng nha khoa bác sĩ và tiệm vải vân vân, các dịch vụ rất nhiều. Các bạn nói đây là cũng là một cái tiệm bánh, Risotto.
mà thấy cái tiệm bánh mì cũng có đầy đủ thứ bánh đó, cũng được cái này. Ở đây là tiệm hớt tóc các bạn nhé, thẩm mỹ. Và cái tiệm kế tiếp là một cái tiệm phở Hiền Vương, phở Hiền Vương của người Việt. Nói chung tiệm phở này cũng ngon lắm, mình cũng đã ghé đây ăn vài lần, thì phở Hiền Vương. Kia là cái office, tức là cái trung tâm bán điện thoại của người Việt. Ở nơi đây rất đông khách tới mua, hay những điện thoại của mình cũng thường mua ở đây các bạn. Người Việt bán rất là thân thiện. Ở đây là massage discount 45% off. Đây là Hải Hà Money Transfer, ở chúng ta có thể chuyển tiền vào Việt Nam ở đây. Các bạn ạ, Hải Hà Transfer Money, công ty chuyển tiền về Việt Nam. Các bạn thấy đây là cái tiệm hủ tiếu Thanh Vinh, cũng là đang ở đây. Bây giờ thấy giờ thì là người Việt đi là đông. Và bên kia các bạn thấy là cái góc là có nhà hàng Việt Nam là bò né. Đây các bạn thấy là cái nhà hàng này mì xào Việt Tim, hiện gọi là Thanh Vinh, rất là ngon. Đây là menu các bạn thấy không? Giá bây giờ cũng đã thay đổi. Menu ở đây cần tuyển phụ bếp. Các bạn thân mến, đây là góc phố ở Phú Rài. Hôm nay là ngày giữa tuần, do đó cái lượng người lưu thông cũng còn ít. Và các bạn nhìn thấy những người qua đường khi người ta bấm cái đèn đi bộ màu xanh mới được đi qua, nếu màu đỏ phải đứng lại. Ở bên ở Úc cái vấn đề luật lệ rất nghiêm khắc các bạn ạ, chúng ta không đơn giản như cái cách sống bình thường của chúng ta trước đây. Các bạn thấy ở bên kia đèn đỏ thì các xe phải đứng lại, các bạn thấy bên Úc cũng có cái này mà kim đan đó các bạn, kim đan. Có những cái nhiều dịch vụ lắm các bạn, văn phòng, phòng thuế rồi rẻ quảng cáo. Và đây là cái trung tâm thẩm mỹ đó các bạn, trung tâm thẩm mỹ này, uống góc Ngọc Lan. Và một lần nữa đây là nhà thuốc tóc Hoa Đà Hải. Nói chung thuốc Tây là dùng tốt, nhưng mà thuốc Nam nếu các bạn xài cũng tốt các bạn. Bây giờ cái kế tiếp đây là cửa hàng thẩm mỹ nữa, Minh Huy Hai Beautiful Beauty Salon. Ở đây các bác người Việt đi. Đây một cái cửa hàng cửa hàng này bán thực phẩm Á Châu các bạn. Đây cửa hàng thực phẩm Á Châu thì trong này cũng nhiều cái dịch vụ ăn uống đồ khô trong gia đình và các dịch vụ gia đình. Và cái tiếp theo là một tiệm thịt các bạn. Tiệm thịt này thì có nhiều cái món thịt người ta đã chế ướp sẵn, mà người ta bán ướp sẵn đó các bạn, rất là ngon. Tiệm này cũng là rất ngon. Đây là pharmacy nơi bán thuốc của người Việt. Và kế tiếp đây là tiệm phở các bạn nhé, tiệm phở. Các bạn nào
đi phút rồi thì cũng ghé đây ăn phở. Nhìn sang kia thì phòng mạch bác sĩ các bạn. Xin giới thiệu với các bạn luôn một vài cái ý về bác sĩ ở Úc. Bên kia là tiệm Phật Massage. Xin giới thiệu các bạn, bác sĩ Úc mà cái thập niên 80 á, những bác sĩ mà đã học ở Việt Nam á, tốt nghiệp ở Việt Nam rồi á, thì định cư ở Úc trong thời 80 á, thì nhu cầu bác sĩ lúc đó rất là cần. Do đó những bác sĩ này chỉ học qua những cái khóa yêu cầu của Bộ Y tế Úc về chuyên khoa ngành, đặc biệt là anh văn, và học là chuyên khoa thực tập, sau đó được đi đi làm. Cái hội thập niên 80 bác sĩ ở Việt Nam qua Úc thì thời điểm đó còn có rất là nhiều cơ hội các bạn. Do đó đa số thì các bác sĩ được làm việc lại càng ngày thì cái lượng cái nhu cầu càng cao, và các bạn trẻ ở Úc, nhất là người Việt đã học thành học giỏi và trở thành những bác sĩ, và do đó những cái bác sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài tới thì tuy nhiên để trở thành là bác sĩ thực sự thì rất là khó các bạn ạ. Bởi vì đa số những cái nước ngoài thì đào tạo bác sĩ bằng cái ngôn ngữ của nước của mình, do đó đến đây vì ngôn ngữ tiếng Anh, mà khi mà chúng ta cho một toa thuốc mà chúng ta không hiểu được cái bệnh nhân người ta bệnh gì cho rõ ràng chính xác á, thì rõ ràng là rất là điều này rất là khó khăn, không có đáp ứng được cái nhu cầu y tế của Úc. Và cũng có nhiều cái trường hợp xảy ra, do đó đa số các cái bác sĩ mà tốt nghiệp bây giờ ở nước ngoài đến Úc thì hơi khó khăn tìm việc các bạn ấy. Bạn nhìn trên thấy chữ bi không? Đó là cái building này để đậu xe hơi của các bạn nhé. Tức là khu vực này dân cư mật độ cao, do đó xe hơi phải đậu trên lầu. Bên kia là những cái quán cà phê đó bạn. Các bạn nhìn kỹ một lần nữa nè, ở trên cái đây là cái building 4 tầng lầu đậu để đậu xe hơi của các bạn. Bên kia là những cái dưới tầng lầu, ở tầng trệt là bán cà phê các bạn. Các bạn trẻ đang ngồi uống cà phê rất là dễ thương. Cũng có tiệm thuốc tây và cũng có cái nhà trên đây. Thì các bạn thân mến, ở Úc đặc biệt là các cái trung tâm thương mại dịch vụ thường có những cái khoảng không gian dành cho những trẻ em chơi, hoặc là những cái người lớn tuổi, các bạn trẻ ngồi nghỉ. Đây là một cái phần chúng ta cho xem như một cái công viên nhỏ ở khu vực chợ. Nhìn thấy tổng quan một cái tòa nhà building 4 tầng kể tầng trệt dưới đất là 5 tầng để xe hơi đó các bạn. Tầng trệt thì sinh hoạt thương mại, các dịch vụ và công viên. Và trên đây người ta cũng có hôm nay là bán ở bên này có những cái tiệm như là tiệm vàng, tiệm thẩm mỹ và tiệm vàng. Nói chung là sinh hoạt của việc ở khu này rất là đầy đủ mà các bạn ạ. Xin chào các bạn, đây là cái trung tâm về nha khoa Dental Surgery. Các bạn nhìn thấy trên bảng trung tâm nha khoa viết bằng tiếng Anh.
Và theo Tri Linh được biết, cái trung tâm nha khoa này có một bạn Việt Nam còn rất trẻ, tốt nghiệp bác sĩ nha khoa, đang làm việc ở trung tâm này. Bạn này khi còn phổ thông học rất giỏi, có mà thi điểm vô đại học tối ưu, mà điểm tối ưu 99.7%, và bạn này trước khi học phổ thông cũng là một học trường nổi tiếng ở thành phố Melbourne. Sau đó bạn này còn học đại học Melbourne ngành nha khoa, tốt nghiệp đại học nha khoa ở thành phố, ở đại học Melbourne, thành phố Melbourne. Và các bạn đó nói chung tiếng Việt cũng thuộc diện khá, tiếng Anh thì giỏi. Do đó bạn làm ở đây rất đông khách và được nhiều người thích thương, bởi vì bạn nói được hai thứ tiếng. Xin chúc mừng một người bạn có một cái sự cố gắng để trưởng thành ở Úc, trở thành bác sĩ nha khoa ở đây. Ở nước ngoài mà có những cái bạn như thế này thì rất là quý đó các bạn hả. Xin chúc mừng những các bạn trẻ ở Úc có cái tinh thần cầu tiến. Một lần nữa, có bạn thấy cái ca bạn bên kia thì cũng nhiều dịch vụ lắm các bạn, nhiều dịch vụ ở nhà bên tiệm mất kiến này, mất kiến này, thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện. Và đây là trung tâm mỹ phẩm và nước hoa, mỹ phẩm và nước hoa. Bây giờ bên kia là văn phòng luật sư, văn phòng luật sư bác ơi. Và đây là bán nhẫn xà nha các bạn. Mình xin giới thiệu sơ có bạn ấy có dâm mi này là nhẫn xà này. Thì ở đây ở shop này cũng cung cấp tất cả những cái loại nhẫn xà đã làm sẵn rồi, chúng ta chỉ đem về mua, đem về và hấp ở nhà. Thì nó có ở nhà có một cái bữa ăn về nhẫn xà các bạn nhé. Thì trong này dịch vụ này nhẫn xà rất nhiều. Chúng ta thấy là có những cái người Việt đồng hương chúng ta đi chợ đây. Đây là wholesale các bạn nhé, wholesale nhẫn xà. Và đây là dùng thực phẩm về đồ biển. Các bạn thân mến, ở Úc có một cái đặc điểm rất là khá, đó là chiếc xe tram đó các bạn, vừa chạy qua xe này chạy bằng điện và như cái bánh xe bằng sắt ở dưới đường này. Giới thiệu các bạn cái cổng của ở đây trước mặt các bạn, là cái cổng này do người Việt chúng ta xây dựng để kỷ niệm di tích người Việt sống ở Phú Rời các bạn. Đây là cái cổng. Đây là phòng mạch bác sĩ. Các bạn thân mến, đến bây giờ Tri Linh đã giới thiệu với các bạn những cái dịch vụ và cái khu thương mại ở Phú Trài, thủ phủ của người Việt miền Tây, Melbourne. Qua đây đến bây giờ xin thân ái chào tạm biệt các bạn, và chúc các bạn một ngày mới bình an và nhiều may mắn. Xin thân chào các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.